Ở giai đoạn cây hồ tiêu ra hoa, nhà vườn cần lưu ý điều gì trong việc chăm bón để cây ra hoa đồng loạt, cho năng suất cao, đặc biệt là trong thời điểm giá hồ tiêu đang có những tín hiệu tốt, tăng trở lại. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 29 tháng 5 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.